Nam ơi, đến đây mà xem này. Ở đây có một chú hề, cao chưa? Ui, còn đang đứng trên hai quả bóng cơ. Tay sau này còn đỡ ai kia? Hai chú hề khác chứ còn ai nữa. Em ta định làm gì đấy? Bọn mình rung rung chân chú đi. Rung này, rung này, rung này. À, bên này có người chú hề đạp xe đạp này. Siêu chưa? Cái xe đạp này chỉ có một bánh thôi. Bình thường bọn mình đi xe toàn hai bánh, nhưng chú này chỉ cần đạp một bánh cũng đi được nha. Chú hề làm sao mà siêu bằng tớ được? Lại đây mà xem tớ đạp xe đạp đây này. Chú hề vẫn chưa siêu bằng tớ đâu. Cái xe của bạn Trang có một bánh nhỏ ti ti luôn. Các bạn có biết hôm nay chúng tớ có mặt ở đây để làm gì không? Chúng tớ sẽ chơi một trò chơi trốn tìm trong công viên trò chơi. Wow, trốn tìm ở trong cái khu này cực kỳ rộng. Con bạch tuộc khổng lồ kia, vòng xoay mặt trời. Nhưng mà trước khi chơi, bọn mình phải nạp năng lượng đã. Nạp năng lượng bằng 3 que kem ốc quế này. Mỗi người một que, em Cam chọn đi. Em chọn que ở giữa. Que này to nhất. Còn đây là que của tớ. Cậu ăn que này, tớ ăn que này. Chúng mình ăn nhanh lên, để con tiếp tục vào trò chơi nào. Ui, kem mặn quá. Bởi vì trong khu trò chơi này khá nhỏ, thế nên là cái trò trốn tìm này của mình ấy là phải bắt được nhau cơ. Dạ, như nếu em Cam làm thì em Cam phải đuổi và bắt được anh ấy, thì lúc đấy thì mới tính là bắt được, thì mới chiến thắng. Ok không? Bây giờ bạn tù tì nhá. Quản tù tì ra cái gì, ra cái này. Bạn nhím thua rồi, cậu nhắm mắt trước đi, để chị em nhà tớ đi trốn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nani? Ô không, nhưng mà cái vòng quay mặt trời này, cửa lại là cửa kính, rất dễ bị phát hiện ra. À, em tìm được chỗ rồi. Em Cam chạy đi chỗ nào vậy? Em Cam chạy đằng đấy, chị chạy đằng này nhá. Chị ơi. Vừa mới úp có một tí mà hoa hết cả mắt rồi. Em Cam chạy chậm mà làm sao mà chạy được thoát khỏi mình được. Cả bạn cha nữa béo ục ịch à. Này à, tớ sẽ bắt dễ dàng thôi. Here we go. Em Cam kia rồi. Mày chạy nhanh nhanh nhanh. Mày sẽ chờ này chạy để chờ này. Ôi hình như anh nhìn anh đi tìm rồi. Chéo bên đây mới được. Ừ, nhưng mà dưới này giá bị hát thiệt lắm. Em Cam hình như vừa lại thấy ở đây cơ mà. Xem nào, hay là chạy vào trong trò này chơi rồi nhỉ. Mình phải vào xem sao. Cam ơi, chạy vào trong đây thì anh sẽ bắt được em thôi. Ở trong đây có không? Trong đây không có này. Trên mấy cái con này, con ngựa này, con sư tử này, không thấy đâu. À, ở trong cái xe này cũng không thấy. Rõ ràng em Cam vào đây cơ mà. Sao lại không thấy đâu nhỉ các bạn nhỉ? Cam ở đâu rồi? Hay là trốn ở dưới này nhỉ? Không có thật. Ui, em nhìn rất tìm ra mình rồi. Bây giờ mình phải cưỡi lên một con gì đó. Chéo lên con ngựa màu hồng này này. Ui, trò chơi sắp bắt đầu rồi. Ui, trò chơi kêu bắt đầu rồi. Mình phải trèo lên một con gì đấy thôi. Thế này thì không đi tìm em Cam được nữa rồi. Cái này nó quay ấy là các bạn sẽ phải trèo lên lưng bất kỳ một con gì đấy, chứ không được đứng ở bên dưới đâu. Bởi vì đứng ở bên dưới sẽ rất dễ bị ngã và văng ra khỏi. Lao lao anh nhím em ở trên tầng 2 đây này. À, mình nghe thấy tiếng của em Cam rồi nhá. Em Cam là một trò chơi thể nào rất dễ bị phát hiện ra. Mình trốn trong nhà vệ sinh. Ai ơi mà. Phòng chăm sóc của em bé à. Tớ sẽ trốn ở trong phòng này. Bạn nhím sẽ không ngờ là tớ sẽ trốn ở đây đâu. Sẽ tìm tớ ở tất cả các trò chơi ngoài kia. Đây là cái giường gì nhỉ? À, giường này để các em bé sẽ ngồi ở đây để thay tã đấy. Đây chính là một chỗ trốn lý tưởng. Ôi, trò chơi dừng lại rồi. Lần này em Cam, anh sẽ bắt được em sớm thôi. Đâu rồi, đâu rồi? Cam à. À, chắc là ở trên tầng này rồi. Được rồi, đợi anh lên đây. Ui chết rồi. Chạy thôi. À, Cam chạy à. Đứng lại ngay. Úi ơi, chạy à. Đâu rồi, đâu rồi? Nấp ở đâu rồi?
Đâu rồi? Chạy xuống nhanh thế à? Đâu rồi? Chả lẽ mình không bắt được em Cam à? Vừa nãy vẫn còn ở đây cơ mà. Sao bây giờ? Chạy đâu mất rồi? Quần nâu bắt được em. Không tìm được em Cam, đã thế mình phải đi tìm bạn Trang mới được. Bạn Trang béo ú ú, bây giờ còn lâu mới chạy được nữa. Ở đây là đâu đây? Nhà vệ sinh nhỉ? Liệu trong đây có không nhỉ? Thử vào xem nào. Nhà vệ sinh nam, vào bên trong. Không có ai ở bên trong này cả. À, mà đây là nhà vệ sinh nam mà. Bạn Trang làm sao mà trốn ở vệ sinh nam được đúng không? Để vệ sinh nữ. Chỗ này là cho người khuyết tật này. À, ở đây có cái váy màu hồng vệ sinh nữ này. Bây giờ mình sẽ dụ bạn Trang ra xem nào. Nếu như có ở trong đây thì chắc chắn sẽ ra. Cốc cốc cốc. Cốc cốc cốc. Ai lại gõ cửa nhỉ các cô ơi? Bạn nhím thì bạn ấy hay xông vào bạn bắt mình lắm. Còn cái tiếng gõ cửa này chắc là của ai đấy? Hay là của em Cam nhỉ? Chắc em Cam cũng muốn trốn vào đây rồi. Đúng rồi, tớ đuổi theo em Cam lên cái trò kia nhưng mà không bắt được. Thế là tớ mới đi tìm cậu đây. Thôi cậu chịu khó làm đi để tớ với em Cam đi trốn, đúng không Cam? Được rồi, lần này mà tớ tìm ma là tớ bắt được luôn hai cậu đây. 5, 10, 15, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Trốn thôi em Cam ơi. Trốn cùng hai người ạ. Chúng em một chân mở mắt đi tìm, ai không trốn thì kệ. Cam ơi, Cam ơi, chạy vào đây này. Anh thấy có cái trò này lên cao lắm. Trò vòng xoay trong chóng đây này, bọn mình lên chơi đi. Ôi, em nhím ở chỗ này cao lắm, em sợ lắm. Em không dám ra anh đâu. Em đi chỗ khác đây. Được rồi, thế chờ anh. Cái trò này, kể ra nó cũng đáng sợ một đấy. Nó cũng quay tít ở trên cao rồi kìa. Bạn nhím với em Cam, liệu có chơi cái trò chơi đu quay xoay 460 độ này không nhỉ? Khả nghi lắm, để tớ thử vào tớ xem nhá, xem có hai bạn ý ở đây không. Nhìn xem nào, các bạn tinh mắt nhìn hộ tớ xem trên kia có phải là bạn nhím với em Cam không? Cái chân dài dài xong lại mặc quần đùi, hình như không phải, kia là mấy bạn gái. Ồ, không có, anh nhím với em Cam ở trên đấy rồi. Vậy thì họ chạy đi đâu được nhỉ? Mình phải sang trò chơi khác mới được. Cam ơi, chạy nhanh lên, trò này em chơi được đấy. Đấy này, trò này là trò tàu lượn siêu tốc các bạn ạ. Mình mà ngồi lên đây á, bạn Trang đuổi làm sao được mình. Đây, vào đây. Anh với em ngồi lên một khoang tàu đi. Cho em ngồi trong. Không được, để anh ngồi trong. Nhớ đâu bạn Trang đến thì còn bắt em trước. Nào, mình đeo mấy cái này vào, thế là chắc chắn thôi. Lần này á, bạn Trang còn lâu mới đuổi được. Mình chạy lên tiếp cái đường dây kia kìa. Cam ơi, sẵn sàng chưa? Ôm chắc vào nha. Ui, nó chạy nhanh quá. Bây giờ nó mới lên cao chứ đã chạy đâu. Mình đang leo lên dốc này các cậu ơi. Cậu không muốn nhím. Yên tâm. Ui, làm gì mà phải cúi mặt xuống thế? Ngẩng mặt lên nào. Em sợ lắm. Chạy thôi nào. Cho em xuống đi. Không sợ Nam ơi. Cứ ngồi cạnh anh. Chạy nhanh chưa kìa các cậu ơi. Lần đầu tiên em Cam được chơi tàu lượn siêu tốc đây. Ôi dồi, cho anh xuống nè. Em Cam, ôm chặt vào Cam ơi. Thích chưa. Sắp hết rồi, cố lên Cam ơi. Ôi sao lại nghe giống em Cam với bạn nhím thế nhỉ? Phát ra từ trên cái đường dây tàu này các bạn ơi. Ui Cam ơi, chị Trang đến rồi kìa. Nấp đi.
Em cam bạn nhím ơi, tớ ở dưới này này, tớ sẽ lên bắt hai cậu đây. Ui, tàu dừng rồi cam ơi, mở ra nhanh, chạy đi thôi. Nhanh 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 nhím ơi chạy đi. Nhanh chạy xuống nào, không bạn chạy lên bây giờ. Bây giờ tớ sẽ lên bắt hai bạn ý nha. Ô, sao không thấy ai ở đây nhỉ? Cam đâu, trèo lên. Cam ngồi ghế này để anh ngồi cùng nha. Bây giờ anh với em sẽ chơi trò đu quay xích đu. Sao nghe thấy tiếng của bạn nhím em cam tiếp nhỉ? Liệu hai nghe bạn nhím có vào trò chơi này không? Ồ, nghe rất gần ở đây các bạn ơi. Trò này á, tí nữa mình bay lên trời á, bạn Trang đứng ở dưới chỉ biết nhìn thôi. À ha. Thầy có em cam với bạn nhím. À, hóa ra là em cam với cả bạn nhím đang chơi trò đu quay này. Chào chị Trang nha. Tớ sẽ vào bắt hai anh em nhập cơ. Sao cái cửa này lại quá thế này? Lại đây mà bắt em này. Đúng rồi, nó bắt đầu nhấc bọn mình lên rồi, chuẩn bị bay nào. Yeah. Bay lên trời cao, đố bạn Trang bắt được bọn mình là la 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 la. Đố chị Trang bắt được em. Ôi ôi, chóng hết cả mặt. Nhanh nhanh lên cam ơi, bọn mình chạy ra kia đi. Lối ra đây rồi, chạy nhanh 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 nào. Tìm được hai anh em nhà bạn nhím với em cam rồi nhá. Tớ sẽ ra tóm gọn hai người luôn. Cam ơi, lại đây nhanh lên, không là bạn Trang sắp đuổi kịp rồi. Mình lên trò này đi. Trò này là trò đĩa bay xoay vòng à? Không, em sợ em. Không. Lên đi, đi vào đi em cam. Sợ gì? Không, em sợ em. Anh nhìn kia kìa. Giới hạn chiều cao à? Em cam chưa đủ chiều cao. Thôi được rồi, em cam đi chơi trò khác đi. Để anh chơi trò này. Ui, bạn Trang sắp đuổi được rồi. Mình phải chạy vào thật nhanh thôi. Đây là đĩa bay ngoài không gian. Mình sẽ bay ra ngoài không gian. Ui, nó bắt đầu xoay nhanh rồi các cậu ơi. Ui, nó còn nghiêng nữa. Chóng mặt quá các cậu ơi. Em cam ơi, cứu anh với, anh đỡ lên cái trò này. Bây giờ chóng mặt quá mà không xuống được, làm thế nào bây giờ? Chóng mặt quá, ai đó cứu tôi với, không chịu được nữa rồi. Ui, nó lại còn xoay ngược lại nữa cơ. Wow, biển à kia kìa. Mình lên cao thật đấy. Thành phố thật là đẹp. Ôi trời ơi, cuối cùng cái trò này là cũng kết thúc rồi. Ôi mình ơi, ui buồn nôn quá các cậu ơi. Chóng mặt quá. Có ai ở đây không? Giúp mình với, đi còn không vững thế này. Ôi. Có ai ở đây không à? Tôi đang đến đây. Bắt buồn mạnh nhím rồi nha. Chàng mặt quá rồi. Bắt buồn nha. Tôi phải tìm cậu á. Bố trò chơi mới bắt được cậu đó. Cậu bị làm sao thế? Tớ buồn hơn, chóng mặt quá.
Nói còn non. Đáng mặt quá. Chơi trò kia xong, bây giờ không thể chạy được nữa rồi. Tớ chịu thua. Nhím rồi, bắt bạn nhím là khó nhất chứ còn bắt em Cam thì dễ hơn. Tớ đang nghi ngờ các bạn ơi, tìm tất cả các trò chơi rồi không thấy em Cam đâu. Chỉ còn mỗi cái vòng xoay mặt trời to khổng lồ này là chưa tìm thôi. Ơ cuốn rồi. Chắc chắn là em Cam ở trên cái trò chơi vòng quay mặt trời này, bởi vì mình tìm tất cả các trò chơi rồi mà không thấy em Cam đâu các bạn ạ. Thế nào lát nữa em Cam cũng xuống cho mà xem. Ôi rồi ôi cuốn mất rồi. Phải chạy thật nhanh mới được. Tùng vỡ vẩn em bắt đây. Nhìn thấy em Cam Cam rồi nhớ các bạn ơi. Mình sẽ ra bắt em Cam Cam. Phải chạy thật nhanh. Chạy đây này. Em Cam rồi nhá. Vậy là trò chơi kết thúc rồi. Yeah.